Vâng, lời đầu tiên gửi lời chào đến biên kịch Nguyễn Mỹ Trang. Mỹ Trang xin kính chào và quý vị thính giả. Mỹ Trang ơi, với các bộ phim ra mắt trong tuần này thì hai trong đó là các tác phẩm của Việt Nam. Thì trước hết Kim Thanh nhờ Mỹ Trang chia sẻ về bộ phim Tháng Năm Để Dành. Với Tháng Năm Để Dành thì đây là bộ phim mà khá là thú vị với cá nhân mình, bởi vì cũng đã rất là lâu rồi trên màn ảnh Việt Nam thì mới có xuất hiện một bộ phim điện ảnh về đề tài của tuổi trẻ học đường phía Bắc. Việt Nam thì thời gian gần đây cũng có nhiều bộ phim rồi, và đây lại là một cái bộ phim mà có cái hành trình cũng khá là dài hơi, khi mà ekip trẻ này đã bắt đầu ý tưởng rồi tập hợp đội nhóm và bắt đầu quay bộ phim này từ cách đây hơn 3 năm. Và sau rất là nhiều những cái thăng trầm, khi mà các thành viên ekip được bận rộn những cái kế hoạch khác nhau trong sự nghiệp, thì họ vẫn có thể kiên trì để mà ngày hôm nay Tháng Năm Để Dành ra mắt vào đúng dịp tháng 5, khi mà rất là nhiều các bạn học sinh phổ thông trung học và các bạn học sinh từ biệt mái trường của mình. Cuốn hồi ức ranh giới của một tác giả 8X thì bộ phim kể về câu chuyện của một chàng trai 17 tuổi bắt đầu có những cái rung động yêu đương đầu tiên, cái cách cậu ta làm thế nào để chinh phục người bạn gái cũng như là để khám phá những cái rung động giới tính vừa ngây ngô nhưng mà cũng vừa có những lúc mà rất là buồn cười. Và bối cảnh của bộ phim của những năm 2000 thì ekip chọn lọc để mà đưa vào trong diễn biến của bộ phim, nên là khi mà xem thì tất cả những ai mà đã đi qua cái thời gian đó đều cảm thấy ít nhiều có câu chuyện của mình ở trong đấy, của những cái sự ngây ngô hụ dại của cái thời điểm mà chơi điện tử bốn nút, hay là bắt đầu những cái ứng dụng chat, hay là bắt đầu viết thư tay làm báo tường, mà có lẽ bây giờ các thế hệ trẻ mà dùng internet nhiều thì không còn cảm nhận được nữa. Và khá là ấn tượng với cái phần đầu của bộ phim, bởi vì cái cách kể và cách xây dựng những nhân vật phụ cũng rất là đặc sắc, nó khiến cho Tháng Năm Để Dành có một cái sự mở đầu rất là thu hút. Và bối cảnh lớp học với những thành viên dù là chính dù phụ đều có những nét cá tính thú vị, thì đều khiến cho người xem có những cái ấn tượng ban đầu rất là rõ ràng. Và nhân vật chính thì có cái ngoại hình khá là dễ chịu, không phải là đẹp xuất sắc, Hùng hay là Minh Trang thì cũng đẹp vừa vừa thôi, nhưng mà cách diễn khá là tự nhiên. Rồi là vai diễn của Đức Ngụy, một trong những bạn là đồng biên kịch cũng là sản xuất bộ phim, thì cũng trong cái vai người bạn thân của nam chính thì cũng khá là thú vị. Tất cả những điều đấy nó khiến cho Tháng Năm Để Dành nó là một bộ phim có thể là nhìn thấy rõ sự tiết kiệm ở trong kinh phí, nhưng mà rất là tròn trịa khi thể hiện cái câu chuyện. Tất nhiên thì về nửa sau của bộ phim thì có cái sự đuối đi, có thể là do cái sự hạn chế về mặt kinh phí, về mặt thời gian, nhưng mà cuối cùng thì cũng có những cái nỗ lực để mà có những kết thúc. Tất nhiên là không thể hài lòng được tất cả, nhưng mà nhìn ở đó sự nỗ lực của cả ekip. Và đây là một bộ phim mà nó mang tới những cảm xúc rất là chân thực, nó không tô hồng một cái quãng thời thanh xuân mà nó có cả những cái ngây ngô và vụng dại, cái cách mà người ta rất là yêu thương người khác, rất là háo hức với mối tình đầu nhưng mà cũng chưa học được cách để yêu thương thực sự. Đây là một cái bộ phim mà mình nghĩ là có nhiều đồng cảm, khi mình cũng ở một thế hệ như vậy, và mình cũng có những cái mong muốn hồi tưởng về cái khoảng thời gian mà có thể là không phải là đẹp nhất trong cuộc đời mình, nhưng mà giờ mình có những người bạn cùng trưởng thành. Âm nhạc thì cũng khá là thú vị, tất nhiên bộ phim có khá là nhiều sự trật trạc trong cách kể ở phía sau, nhưng mà bất ngờ là đến bây giờ hầu hết ekip các bạn vẫn giữ được cái sự say mê và vẫn đi tiếp với con đường làm phim khá là gian khổ và dường như là không có tương lai rực rỡ lắm. Với cái cảm xúc đó thì mình chấm bộ phim này ở mức 6.5/10. Và có một số những cái tình tiết mà tương đối nhạy cảm về giới tính, nên là đây là bộ phim C16. Vâng, bộ phim điện ảnh thứ hai ra mắt tại các rạp đó chính là bộ phim Vô Gian Đạo. Vô Gian Đạo cũng là một bộ phim có một hành trình làm phim khá là dài hơi. Trước đó thì hầu như là mọi người không được nghe nhắc tới cái bộ phim này lắm, khi mà ekip của đạo diễn Trần Việt Anh khá là im hơi lặng tiếng. Rồi bất ngờ thì tung teaser, tung trailer, và khi mà tung ra thì mọi người cũng khá là ấn tượng vì phim làm về đề tài cờ bạc bịp và có những cái cảnh quay và cái cách cắt dựng khá là hiện đại, nhưng mà cũng giống một cái gì đó. Và đến gần đây thì ekip mới chính rằng là đây là một bộ phim mà remake lại từ một tác phẩm điện ảnh nổi tiếng về đề tài cờ bạc bịp của Hồng Kông của đạo diễn Phương Tinh. Với tất cả những thông tin bên lề đó thì mình thấy là cũng không trông đợi lắm khi mà ra rạp xem bộ phim này. Tuy nhiên thì khi mà sau buổi công chiếu thì thấy rằng là có
có những đoạn mà bộ phim làm khá tốt, và tất nhiên là có rất là nhiều những thứ của một bộ phim mà kinh phí thì có thể là lớn hơn những bộ phim trước đây của Việt Anh. Thế nhưng mà bộ phim này thì nó cũng thể hiện cái việc mà cả đoàn phim rất là thu vén, mặc dù bối cảnh chính thì đều là những cảnh mà ở trong sòng bài, ở thành thị, nhưng mà cái cách mà sử dụng footage rất là nhiều để tiết kiệm kinh phí, hay là có những cảnh quay mà nhìn là biết là rất là cố gắng để mà thu vén, hay là nhìn vào cả cái đội ngũ diễn viên nữa thì cũng thấy là với ekip mà rất là người nhà, bởi vì Việt Anh thì khá là thân với diễn viên Huỳnh Anh hay là La Thành, Xuân Nghị, họ là những người anh em ở ngoài đời, và khi mà tham gia trong bộ phim này thì cũng rất là hết mình, hay là kể cả nữ diễn viên chính ở trong phim, nếu mà ai biết thì được thấy là trên poster cô này cô đứng gần ai nhất, chứ không phải là đứng gần người mà yêu của cô ở trong phim, bởi vì thực chất ở đó chính là bà xã của Việt Anh. Một ekip toàn người nhà như thế, rồi cả phần âm nhạc cũng do Quốc Anh, cũng là cái người anh em thân thiết thể hiện, để một bộ phim nó không có quá nhiều cái sự đầu tư, và có những đoạn thì nó rơi vào sự sáo mòn và nó khiến cho người xem mất tập trung. Nhưng mà trên tất cả thì diễn xuất sinh động của La Thành, sự tung hứng với Xuân Nghị và những cái nỗ lực của ekip khi mà Việt hóa một số chi tiết nó khá gần gũi với bối cảnh của Việt Nam, thì khiến cho bộ phim ít nhiều cũng đã tạo được một cái dấu ấn, và nó cho thấy cái sự tiến bộ trong cái cách làm phim của ekip này. Và thực sự là mặc dù mình không phải là quá thích hay là quá khâm phục, ngưỡng mộ gì, nhưng mà mình đánh giá cao một phần điểm là dù thế nào chăng nữa thì ekip của Trần Việt Anh vẫn luôn làm ra những bộ phim mà nó có sự cân nhắc rất là tốt về mặt tài chính, để mà nó có lãi, để mà nó có thể đi tiếp với những dự án sau, để mà anh em vẫn có thể sống ổn. Và cái phần dựng phim cũng như là quay phim ở trong phim này thì cũng tiến bộ hơn so với những tác phẩm trước đây của Việt Anh, về góc máy, về sự chăm chút, và diễn xuất thì họ cũng ăn ý hơn, vì họ cũng là những người thân thiết với nhau. Và khi mà có những yếu tố đó, nó khiến cái bộ phim về cờ bạc bịp này, ngoài những cái phần thú vị về những cái mánh lới về cờ bạc, thì mình thấy được cái tình anh em, tình yêu, những cái trăn trở đắn đo để chọn được cái lối sống nào trong cái cuộc sống cực kỳ khắc nghiệt, đó cũng là một cái nét thú vị. Còn tất nhiên là phim cũng có những cái phần mà cái cách kể nó không tinh tế, và nó có một đôi chỗ đối với mình thì là hơi phản cảm. Và mình chấm bộ phim này và ở mức 5.5/10. Và với rất là nhiều những cảnh quay bạo lực thì đây là bộ phim C18. Vâng, và một bộ phim nữa thì nhờ Mỹ Trang chia sẻ, đó chính là bộ phim mới nhất về chú mèo máy Doraemon. Đây là bộ phim mà trong tuần này là bộ phim mà dành cho cả gia đình chú mèo máy Doraemon, người bạn thân thiết của tuổi thơ Việt Nam cũng như là tuổi thơ châu Á, đã trở lại trong bộ phim rất là hấp dẫn về chuyến đi đến mặt trăng của nhóm Doraemon và những người bạn của mình. Đối với phim Doraemon mình không có nhiều điểm để phê bình, bởi vì ekip thực hiện hình ảnh cũng như là những cái phần về chuyển thể nhân vật thì đều là những người mà rất là lành nghề và làm việc lâu năm rồi, nên là cũng không có gì sai khác, chênh lệch về trình độ. Và cái người bạn thân thiết mỗi một dịp mùa hè trở về với những người bạn nhỏ thì luôn luôn vẫn được chào đón, và lần này thì cũng không là ngoại lệ. Một cái câu chuyện về tai nạn bất ngờ của Nobita khi mà bị bạn bè chê cười rằng có một trí tưởng tượng khi mà cậu ta nghĩ rằng là có những con thỏ trên mặt trăng, và để giúp cho cậu bạn hậu đậu của mình không thể ê mặt thì chú mèo máy Doraemon với những bảo bối của mình đã tạo ra một cái thế giới thực như vậy. Và cái chuyến đi để mà chứng minh cái thế giới được có thực lại mở ra một cái cơ hội để tìm thấy một cái bộ tộc khác, bộ tộc đó thực sự có sống ở trên mặt trăng hay không, và tại sao lại có những liên quan tới những sự tích về mặt trăng. Thì những nhà làm phim đã rất là khéo léo khi lồng ghép kể cái câu chuyện hành trình của nhóm bạn nhỏ, đưa ra một loạt các loại bảo bối thú vị và tiếp tục khắc họa rất là rõ nét những cái tính cách của trai em hay của Seiko hay là của Suka hay là mèo máy Doraemon. Và đây là một cái sự trở lại mà không hề gây thất vọng một chút nào. Chúng ta vẫn có thể cảm nhận được cái sự hài hước, sự chéo ngoe ở trong cái tình bạn mà giống như là bắt nợ nhau á, nhưng mà mỗi một người đều có thể thấy được cái tuổi thơ của mình ở đó, thấy cái niềm vui, hiểu thêm về cái văn hóa, lối sống, ẩm thực của đất nước mặt trời mọc, và lại thêm yêu quý chú mèo máy Doraemon, cái người bạn mà đã gắn bó rất là lâu
và sẽ còn tiếp tục gắn bó với nhiều thế hệ bạn nhỏ nữa. Đây là một cái bộ phim mà mình thấy luôn luôn nó vẫn giữ được cái sự dễ thương, và lần này ấy, thì cái nhịp kể của câu chuyện nó cũng nhanh hơn, và cách mà xây dựng và tạo hình ảnh của cái bộ tộc bí mật đó thì nó rất là dễ thương, đặc biệt là những chú thỏ ấy, cư dân đặc biệt của mặt trăng thì cũng được đầu tư tạo hình rất là thú vị. Đấy chính là cái điểm cộng của bộ phim lần này, và với tất cả những cái sự yêu mến dành cho hồi ức của tuổi thơ và sự yêu mến dành cho chúng ta bé Doraemon thì chấm bộ phim này ở mức 7/10.